Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay đầu xuân thì chiều xóm 8, đặc biệt anh Phúc có gặp mặt đầu xuân những người yêu cây cảnh nghệ thuật. Hôm nay là ngày 18 nhé, tháng 2, tại nhà anh Phúc Nga Niên nhé, Nga Sơn Thanh Hóa. Mình sẽ quay chi tiết vườn anh cũng như một số thành phần đại biểu về dự gửi tới anh em nhân dịp đầu xuân. Theo ghi nhận của Trung Bonsai thì đã có anh Tiến, đặc biệt là nhà vườn Tiến Mai đã có mặt, và một số anh em yêu nghệ thuật khác anh nhá. Rất là đấy. Gia đình Phúc ăn khăn thịnh vượng, mua nhiều cây nữa. Anh nhá là một trong những MC của Nga Hải, rất có tiếng. Anh Sơn này, anh Tiến này. Đầu xuân đi nhỉ? Đặc biệt là vườn anh Phúc có rất nhiều tác phẩm đẹp mà đã được đoạt giải vàng của những cuộc dự triển lãm ngoài tỉnh. Nhà vườn dân gỗ nhá, một số anh em hậu lộc kìa. Xin chào sếp nhá. Chào anh em nhá, chào Trung Bonsai Sai nhá. Và xin chào ông. Chào anh Ngoãn nhá. Chào đầu xuân, chúc các anh mạnh khỏe. Anh Hòa nhá. Anh ạ. Nhá. Các anh Tài hôm nay tụ họp ở nhà anh Phúc. Đặc biệt là không thể thiếu ông anh. Ông ấy mua được con cổ nhỉ. Ông anh thắng này. Xuống thăm gì cần giờ. Đấy nhá, rất nhiều các anh Tài ở khắp nơi về. Nhà vườn Minh Tuyển này, nhờ chú à, đấy nhá. Ba tay nhà bám đây. Xin mời các ông nha. Nhà bám nhá. Đây rồi, rồi. Cảm ơn. Đây. Rồi mời anh em vào trong nhà uống nước đây. Chào bác hiệu. Biết thu gom nhiều lắm. Đâu đây? Những hàng mới. Em đi sang Nga Sơn này. Chờ, đây là một trong những người rất nổi tiếng trên kênh của Bonsai Kinh Hiệu nhá. Đồng chí Tiến này. Hôm nay Trung Bonsai sẽ quay chi tiết buổi gặp mặt đầu xuân để gửi tới anh em chơi cây trên toàn nước. Rất mong anh em về Nga Sơn tham quan, triển lãm những tác phẩm của Nga Sơn. Đấy nhá. Giới thiệu với các bạn một tác phẩm mà cậu bạn trẻ này Giang rất thích này. Một cây long cổ. Nga Sơn chơi hình chữ S đây các bạn ạ. Anh em xem nhá. Cây này chỉ cần cao khoảng độ 80 đến 90 thôi. Đấy nha. Một trong những người cũng rất nổi tiếng trên kênh Trung Bonsai, đó là em Hòa. Năm vừa rồi giao dịch cũng trên dưới 200 tác phẩm rồi. Ta đi vào bên trong nhỉ. Ta đi vào bên trong để xem một số anh em đang ở bên trong nhá. Thôi cứ để ông nào ngắm cây thì cứ ngắm thôi. Nghiện cây mà không đóng cây là chết dở. Đầu xuân cũng thấy là sự có hiện diện của Bác Lưu rồi, một trong những người rất nổi tiếng trên kênh Trung Bonsai nhá. Thì anh em cũng biết rồi, Bác Lưu là chủ nhiệm chủ tịch câu lạc bộ cây cảnh Nga Sơn. Rồi thì cứ vậy thông báo vậy, còn đúng rồi, đúng thì anh em tự xem nhá, vì rất quen thuộc rồi. Thì đấy thì em chủ tịch rồi đấy, đang bị bác bỏ rồi, thôi thì tôi cứ đọc vậy nhá. Đây nha. Đấy thì có ông Dần thì ông cũng giới thiệu qua rồi, cho mình thì mình cũng không nắm bắt kỹ hơn được. Này là anh em tập trung về đây mà vâng. 9 giờ tập trung về giao lưu với tất cả bạn bè đấy khắp nha. Các huyện, các xã, tỉnh ngoài nữa. Vâng. Mà không tập trung về đây luôn chứ không giờ không tập trung về giao Trung, không tập trung về giao vâng. Đấy à? Không, giao lưu từ đầu cầu hói về đây rồi. Không, hiện đại là anh em đã giao lưu từ đầu cầu hói về đây rồi. Nên là trên này là chưa thôi. Cầu hói về đây. Đấy nha. Vâng, xuống vào từ cầu hói này. Tôi đến đây cũng là tôi đến đầu viên. Áo mà ông nhà thả vào
có rất nhiều tác phẩm đẹp, đặc biệt là một tác phẩm nghệ thuật trực quyền. Bộ ba cây xanh cổ mà mình cũng quay rồi thì hôm nay cũng lướt qua để anh em thưởng thức lại cây ra lá rồi. Một trong những con hạc đập rất là đẹp, bộ bệ. Ta vào trong nhà uống nước đi các anh ơi. Rừng hoa. Sang giao lưu với anh em nhưng anh Ngoãn rất bận nhá, vì công việc giao dịch ở bên nhà đang là rất là tấp lập. Đặc biệt là có cái hội nghè dưới Nga Bạch này, sát Hậu Lộc, nó không biết là đã xong chưa. Một cặp nong dáng nhé, rất là hay. Đang làm ảnh thẻ à? Tài Long đang đi chơi với Tân à? Đang đi với Tân. Không có ai đi thi luôn. Không có con lùn thứ hai đấy. Phúc đang thách đấu mình một cây chơi lùn đúng con này này. Hoa này. Con này đấy. Mai mình về lại xéo con nhà mình cũng lùn nữa. Mời Phúc qua đây này. Đây đây đây. Ăn là chơi một cây rồi. Đây đây. Của nó. Bệ bãi đẹp đúng không? Cái từ cũ là nó nằm đóng xanh đây. Hạt nhá. Bệ rất là đẹp. Cái này từ đời nó nằm khoảng 20 năm đấy nhỉ? Nhỉ? Nó già. Có được hơn nhỉ? Hơn nó. Đấy nhá. Chủ yếu là anh Sơn cũng là một người rất yêu cây, đặc biệt trong vườn cũng có rất nhiều cây xanh quý. Thì các bạn cứ vào xem, hôm sau mình sẽ quay vườn anh Sơn để gửi tới tất cả anh em trên cây, trên toàn nước. Mong được anh em góp ý kiến xây dựng vườn. Một cây xanh giang lão nhá, rất là đẹp. Dòng xanh Nam Điền. Giang lão là đúng hơn. Rất là đông giang lão. Lão ngoài gọi là bồng. Nhưng mà thông báo là con khả năng là đẹp hơn ông. Đó, phải con phải đẹp hơn trẻ hơn rồi. Anh muốn đi mua thêm đồ gỗ này nhé. Chào anh Trung nhá. Vâng, chào anh Thắng. Sáng à, đúng không? Anh rất là giỏi. Tại vì anh biết. Nhá. Yeah. Cốt cách đẹp. Được cốt cách đẹp là mua thôi. Không phải đơn giản đâu. Con này gọi là sóng siêu chứ không gọi là cái này chủ nhân trước là của chú Kền nhé, một trong những người rất nổi tiếng trên kênh của Trung Bonsai rồi. Thì anh Phúc cũng sưu tầm về một vườn được 4 cây. Cây đây, cây đây. Đấy nha.
Mình cũng xin đốt video ở đây, chuyển sang video tiếp theo.